Thị trường bất động sản phía Tây đang ngày càng sốt nóng nhờ thông tin Hoài Đức lên quận vào năm 2022. Và lực đẩy từ cơ sở hạ tầng đã và đang triển khai. Đây sẽ là tiền đề sinh lời vững chắc cho bất động sản tại khu vực này. Hiện tại, Hoài Đức đang triển khai xây dựng các tuyến giao thông đô thị mới như đường Vành Đai 3.5, đường Liên Khu 8, mở rộng đường 70 và đường Đại Lộ Ánh Trăng kết nối với Trịnh Văn Bồ. Trong đó, đường Đại Lộ Ánh Trăng, tuyến đường nội đô tương lai của quận Hoài Đức, kết nối các tuyến đường như đường Vành Đai 3.5, đường 70 và đường Trịnh Văn Bồ. Riêng đường 70 được nâng cấp với chiều rộng 50m, hiện đã xong hai làn, đoạn từ Đại Lộ Thăng Long đến khu vực dự án, dự kiến thông đường cùng thời điểm Hoài Đức lên quận vào năm 2022. Đặc biệt, đường Vành Đai 3.5 đã hoàn thiện 80% hạng mục thi công, đoạn từ Đại Lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Dự kiến quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022 sẽ thông đường. Khi đó sẽ mở ra sự giao thương sầm uất cho khu vực tương tự như đường Phạm Hùng, Vành Đai 3 hiện nay, An Lạc Green Symphony, tâm mạch của quận Hoài Đức trong tương lai khi nằm tại vị trí tâm điểm kết nối của các tuyến giao thông trên, chính là siêu phẩm đầu tư sáng giá của năm 2021. Dự án được quy hoạch thông minh với mô hình đô thị 5 sao bán ghép kính, hay còn gọi là semi-compound, với hơn 40 tiện ích hoàn hảo. Cùng với bộ ba công viên cực phẩm với tỷ lệ mảng xanh chiếm đến 49%, đảm bảo cân bằng giữa không gian xanh với cuộc sống hiện đại năng động, vừa có không gian riêng tư nhưng vẫn đông vui. Tổng thể dự án có quy mô 75 hectare, gồm 21 tòa cao tầng mang đến 11.000 căn hộ và 1.059 căn biệt thự thấp tầng. Trong tương lai, An Lạc Green Symphony sẽ trở thành tâm điểm sống, vui chơi giải trí với sự giao thương đông đúc và nhộn nhịp, mở ra tiềm năng đầu tư sáng giá ngay từ bây giờ với đa dạng loại hình sản phẩm. Đầu tiên phải kể đến dãy phố thương mại Shop House ven sông đẳng cấp với diện tích vừa phải từ 80, 90 cho đến 142m², được xây dựng cao 4 tầng. Dãy Shop House này có lợi thế về cảnh quan khi nằm kề cận công viên Melody River Park. Đặc biệt, siêu phẩm biệt thự thương mại có giá trị nhân đôi với tiềm năng sinh lời vượt trội, là loại hình sản phẩm có tiềm năng thương mại vượt trội với mặt tiền đất lên tới 9m. Loại hình này có diện tích đất từ 126 đến 176m², với tổng diện tích sử dụng lớn từ 260 đến 285m², giúp tối đa hóa diện tích kinh doanh, phù hợp với các mô hình kinh doanh cao cấp như spa, cà phê, nhà hàng sang trọng, pub hay các cửa hàng shopping thời thượng. Sở hữu vị trí vừa đủ gần vừa đủ xa, khi không quá gần đường đại lộ lớn mà kề cận những tiện ích chất lượng như công viên Center Musical Park quy mô 1,1 hectare và trường liên cấp quốc tế. Với lợi thế kề cận hai tòa chung cư gồm 1.000 căn hộ và là cửa ngõ đón trọn nguồn cư dân của 12 tòa cao tầng, chắc chắn sẽ mở ra một tương lai kinh doanh đắc lợi. Dự kiến đến tháng 6 năm 2022, dự án sẽ bàn giao toàn bộ hạ tầng giao thông và các công viên cảnh quan. Bên cạnh đó, hai tòa chung cư với gần 4.000 cư dân và các căn thấp tầng đang mở bán cũng sẽ được bàn giao. Sở hữu vị trí kim cương, An Lạc Green Symphony đón gió hạ tầng, mang đến tiềm năng gia tăng giá trị theo từng giai đoạn hạ tầng hoàn thiện. An Lạc Green Symphony, siêu phẩm đầu tư sáng giá của năm 2021.